anh Kiên đã ứng dụng cái hữu cơ nở của Tùng Thiên trên hữu cơ nở. Rồi cái dòng này là B260. B260. Là anh nói độ của anh là bao nhiêu độ? Độ của em trung bình khoảng mùa mưa là khoảng 42 độ. Mùa mưa 42 độ. Mùa mưa. Anh so với những dòng B260 cùng một độ tuổi của người ta bán mũ thì bao nhiêu độ? Không có. Nó khoảng độ 34 độ thôi. Ghê không? Ghê không cả nhà. 34 mà 42 trên là trên là 8 độ, 8 độ mà thiếu nếu cái thời mà 2011 thì một độ 700 đồng. Nhưng mà mũ nó không nhiều thôi, nó không nhiều như thằng dòng khác thôi. Rồi. Mà thì mũ nó ít. À, dòng B thì mũ ít. Bây giờ tôi nói luôn nè, dễ lắm anh. Anh nói là anh định mua cái soi anh đưa vào nhưng anh lo lắng. Tôi nói anh nghe nè. Nói với cả nhà nghe nè. Đây này, đây qua đây chúng ta nói với cả nhà nghe nè. Tức là cái cây cao su á, chúng ta biết là độ nó muốn nó tăng á là pH đất nó phải tăng, độ latex nó tăng á. Bộ lá nó tăng là sản lượng mũ nó tăng, nên cái nhà bón ure thì sản lượng tăng nhưng đất chua pH độ latex tuột. Thì bây giờ tôi nói anh này một hecta này đó, một năm á chỉ bón soi một lần duy nhất thôi, đầu mùa mưa dầm, tức là đầu tháng 7, à đầu tháng 6 âm lịch. Tại vì ở đây là mưa nhiều thôi. Tháng nữa. À là tháng nữa, một lần. Anh pha một hecta này 5 lít soi, một năm chỉ một lần thôi. Anh muốn cho cái này nó mềm á, nhanh á thì anh pha một xị. Mà một hecta đó anh pha thêm một lít cái Suha Combi này để tăng cái bo lên. Tại vì trong soi nó có bo rồi nhưng mà nó không nhiều. Anh phun vào đây, vào cái miệng cạo đây, nó chảy đâu kệ nó. Không, quét càng tốt. Thôi, sẵn cái cần xịt đó, phun cái xoẹt kìa cho nó xong cho rồi. Rồi sau đó anh mới, đương nhiên phải phun ướt cái cổ rễ. Về nguyên tắc là phải phun ướt cái cổ rễ để cho cái bo nó làm mềm cái cổ rễ, là nó phình cái cổ rễ ra và vi sinh vật ở trong gốc tập gàn 6 cây thì vi sinh vật có lợi cho cây trồng nó càng nhiều đây. Và sau đó anh cứ kiếm cái chỗ nào trống trống này, anh xoẹt xoẹt. Anh làm xong một hecta 5 lít. Một năm làm một lần duy nhất. Thì chúng cam kết luôn anh là ngày thứ 15 là miệng cạo phải mềm. Mà miệng cạo nó mềm á thì anh cạo nó nhanh. Mà nó không có bị phạm. Đấy, anh thử đi, anh biết liền. Anh thử một phần cạo thôi. Anh đừng thử nhiều, anh thử một phần cạo thôi. Bỏ hữu cơ trên 2 năm nay rồi. Dạ. Thì năm ngoái em bỏ em biết. Ghê không, người ta 30 dòng B, dòng riêu là 42 độ là hồi đó Tuấn có làm từ thời quét á. Mà trên đất sỏi đó. Trên đất sỏi đó. Ờ. Đâu có nhiều phân đâu. Dạ. Bỏ cả cao su cả cà phê luôn. Đó. Đấy, càng về sau nó càng càng khỏe bằng lại. Đây cái nhà không, chỉ cần trên lệch nhau mà 8 độ như vậy là đủ chi phí cho cả năm rồi. Nhưng anh làm soi nữa thì nó là tăng sản lượng mũ lên nữa. Vừa tăng độ vừa tăng sản lượng mũ. À, thì soi nó là pH tăng là độ latex tăng, rồi NPK hữu cơ là đâu có làm pH tuột đâu. Rồi hữu cơ thì nó làm bộ lá nó phát triển. Bộ lá nó phát triển thì cả hai nó tăng. Thì gần như là cho không. Giống như cà phê làm với Tuấn là cứ một cây trên 4-5 tuổi là phải cao hơn 1 ký khô. 1 ký khô này là 4 mấy ngàn. Chi phí 1 cây hàng giỏi với 25 ngàn là coi như cho không. Ghê thiệt ha. Cao hơn người ta 8 độ. Khủng khiếp. Một độ này được 305. Đấy. Mà một năm em hỏi nè. Một hecta này anh làm bao nhiêu hữu cơ cho một năm? Em một lần, thật ra một lần em bỏ khoảng 12 bao thôi. 12 bao? Năm 2 lần. Năm 2 lần là 24 bao. 24 bao là chỉ được 1 tấn. Nó có 5-6 tạ. 6 tạ. Có 6 cây à. Dạ, nên em nói đất xấu nhất là một năm á, một cây nè, 1 ký hữu cơ thôi. Đất mà đất sét, đất trắng rồi đó. Đó là một năm 1 ký thôi. Còn đất tốt này á, chỉ 6-7 lạng vậy thôi. Tại đó. Em mê sinh học nên cà su để cỏ đâu có. Để phát, đâu phát đâu mà. Dạ vâng. Dạ. Đấy. Bây giờ anh nói luôn nè, cái này nó hay lắm nè. Anh hiện tại anh bón hữu cơ thì anh thấy có giảm mũi. Nhưng nếu anh xài soi sau 45 ngày thì gần như là mũi giảm hết 80%. Trong này mà vườn cao su không có con mũi nào. Đấy. À. Có tin luôn. Đấy. Ở su có mũi. pH nó thay đổi là mũi. Môi trường mà. Cái này giải thích hơi dài. Có gì Tuấn sẽ giải thích về cái này. Tại sao khi pH nâng lên thì mũi giảm sẽ có. Đấy. Tại sao những người ở bệnh viện ra thì bị mũi chích? Tại sao mấy ông bị mũi chích? Và ngồi một đám có một ông bị mũi chích thì cái ông đó là hay bị bệnh vặt, đề kháng ông giảm, ấy ông nó hay bị trúng gió nè, hay bị sốt siêu vi nè, chắc chắn luôn hay bị bệnh vặt thì mũi nó mề, tại vì tính axit trong máu nó, chúng ta đi khám bệnh chúng ta test máu mà ông nào máu nhiều axit là lập tức sẽ chuyển vào trong phòng trong ngay. À, là như vậy, tính toan ở trong máu cả nhà, cái này nó hơi chuyên môn một xíu nha. Là như thế. Đấy.
nên máu mà nghiêng về hướng axit là bắt đầu có vấn đề rồi, là mũi đầu nó bu rồi, ngửi đầu chuẩn bị bệnh rồi. Rồi ok, thôi chào cả nhà. Cái này nó chết miệng thì quét à, như thế này ha. Đến bây giờ đó, người ta vẫn chưa nghiên cứu được lý do tại sao chết miệng. Nhưng mà khi cái thời tức làm quét á, thì vẫn cứ bón bình thường. Thì sau một năm á, 10 cây á, chỉ phục hồi được có 4-5 cây thôi. Thì chết miệng là đến giờ người ta cũng không nghiên cứu tại sao. Nhưng mà sau là một năm bón bình thường thì 10 cây chỉ bị được rút được 4-5 cây thôi. Đó là như vậy ha. Thì chúng ta cứ thử thôi, còn sao thì bị không đáng bao nhiêu ha. Đấy, và tôi cam kết luôn à, khi chúng ta phun về chúng ta bón vậy thì trong mùa mưa này cái tỷ lệ mà loét mà sọc mà khô miệng cạo là cực kỳ thấp. Mà cái chính là nó mềm. Nó mềm là cạo nó nhanh và không có gằn. Anh nè, đây là nguyên nhân gằn nè. Gằn nè, quá khứ của gằn nên nó u cục cục nè. Nó cứng ấy. Nó bị phạm vô thân. Phạm vô thân. Thân nó u cục lên. U cục lên. Mình làm nó mềm đi, không có gằn cái dao. Không gằn cái dao thì khả năng phạm nó ít đi. À, nó là như vậy. Cứng thì phải kéo cho mạnh. Dạ đúng rồi, nó cứng là kéo cho mạnh. Rồi vậy ha cả nhà. Thử đi, 15 ngày là có kết quả ngay. Dạ. Yeah.